Tuấn Hùng xin mến chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Xin gửi lời chúc đến quý vị khán giả một buổi chiều tối thật là vui vẻ, may mắn, an lành, có bữa cơm ấm áp bên cạnh gia đình. Bây giờ là 6 giờ 15 phút chiều, tức là 18 giờ 15 rồi các bạn ơi. Đó, khá là muộn. Hôm nay Tuấn Hùng có một cuộc họp tại trường Mầm non Vinh Quang, do Tuấn nằm trong ban đại diện cha mẹ học sinh, tức là ban phụ huynh của bé Trúc Linh của trường Mầm non Vinh Quang. Do vậy Tuấn cũng có cuộc họp đến 4 giờ, tưởng là xong rồi nhưng mà hôm nay nghỉ hơi muộn. Và ngày hôm nay Tuấn mời quý vị khán giả đồng hành Tuấn Hùng vào thăm 4 cô giáo tại trường Mầm non của xã Túng Sán trong cái dịp hè vừa rồi, do bị thiên tai. Đấy, đất đá nó lở xuống làm lấp vùi toàn bộ cái phần khu tập thể giáo viên, khiến cho 4 cô giáo đã mất đi cái tài sản của mình, gồm có trang thiết bị để dạy học như là máy in, máy tính, rồi là đồ dùng cá nhân như tủ lạnh, tivi, bếp ga, cũng như là tủ quần áo, lẫn tất cả những tư trang của các cô giáo. Khi Tuấn Hùng chia sẻ thì cũng rất là may mắn được đại diện cho gia đình họ Đỗ bên Mỹ có một khoản chi phí để hỗ trợ cho các cô giáo khắc phục cái hậu quả thiên tai trong cái thời gian hè vừa rồi khi các cô nghỉ hè, trong đó có một cô trực trường. Tuấn Hùng đã hẹn các cô là sáng mai lên cho nó sớm sủa, do các cô cũng rất là bận việc vì hàng ngày các cô phải đi điểm để dạy học, di chuyển đến 6-7 cây số lên các điểm trường tại các thôn. Do vậy chỉ có là giờ chiều tối thì các cô mới có mặt ở nhà. Do vậy Tuấn Hùng cũng tranh thủ vào vì cũng một trong 4 cô giáo là đang bị viêm sốt, nhờ Tuấn Hùng mua thuốc, nên Tuấn sẽ quyết định là dù tối cũng sẽ di chuyển vào đó để gặp các cô giáo, trao đổi và trao món quà của gia đình họ Đỗ đến cho các cô giáo trị giá 20 triệu, mỗi cô 5 triệu đồng nha các bạn ơi. Bây giờ thì Tuấn Hùng sẽ mời quý vị khán giả đồng hành Tuấn Hùng. Dù trời tối hình ảnh không được sắc nét, cũng mong quý vị khán giả hết sức là thông cảm thôi. Tuấn Hùng sau một khoảng thời gian đã lên đến xã Túng Sán rồi. Và đây là khu sạt lở kinh hoàng. Cái khoảng thời gian hôm nọ Tuấn Hùng chia sẻ, các bạn có thể nhìn thấy những cái cành cây và cây gỗ, một lượng đất đá rất là lớn lở từ trên đỉnh núi phía trên này xuống. Bây giờ Tuấn soi lên trên này rất là tối luôn, không có thể nhìn thấy được vết sạt. Đó. Và đây là khu tập thể giáo viên đã hoàn toàn bị vùi dập. Còn lại những cuốn giáo án, rồi là những cái tủ lạnh, rồi xoong nồi của các cô đã bị vùi lấp hoàn toàn. Đó. Nhà là kiên cố các bạn nhé. Đây là những cái trụ bê tông để đổ mái bằng, nó đã nghiêng ngả hoàn toàn, có nghĩa là bị sập vùi nát hoàn toàn luôn các bạn này. Mặc dù là trời tối, Tuấn Hùng vẫn ghi hình qua ánh đèn flash cho mọi người có thể được nhìn thấy. Khu đằng sau này là khu bếp để bếp ga của các cô. Đó. Hoàn toàn là đã bị vùi dập. Và khi Tuấn Hùng chia sẻ những hình ảnh này thì cũng được anh Đỗ Hiệp, đại diện gia đình họ Đỗ bên Mỹ, hỗ trợ phần nào kinh phí để giúp cho các cô khắc phục sau cái thiên tai. Tuấn Hùng cũng đã trao đổi với lại bên nhà trường, bên xã, đối với lại cái khu vực khu tập thể giáo viên trường mầm non của xã Túng Sán này, tới này sẽ được xem xét để xây dựng lại. Cái này thì bên huyện, bên xã sẽ tiếp tục đầu tư, nhưng để xây dựng lại thì sẽ phải xử lý cái mô đất còn ở phía trên đỉnh đồi kia, vẫn có nguy cơ là sẽ sạt lở. Đó. Sạt lở bất kể lúc nào. Do vậy sợ rằng khi xây dựng lên xong mà lại bị sạt lở tiếp thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tính mạng cũng như tài sản khi các cô tiếp tục ở tại đây. Chính vì vậy sau khi xử lý xong thì sẽ
tiến hành xây dựng lại. Và Tuấn Nung cũng thay mặt cho gia đình họ Đỗ sẽ trao gửi yêu thương để giúp cho các cô khắc phục được phần nào cái hậu quả thiên tai và cái sự mất mát tài sản của các cô khi mà bị đất lở lấp hoàn toàn cái khu nhà này. Và trong đó thì cái phòng đầu ngoài này là của cô giáo, cột giáo tên là Hiệp, cô trực trường. Hôm đấy là cô đi xuống huyện, cô không có về. Nếu cô về mà tối cô đấy ngủ lại ở tại đây thì có lẽ là đã rất là nguy hiểm đến cái tính mạng rồi. Cũng rất là may mắn, trong cái rủi thì vẫn có cái may các bạn ạ. Trời rất tối nên Tuấn cũng sẽ không ghi lại hình ảnh ở đây nữa. Tuấn sẽ lên trên khu tập thể giáo viên. Hiện tại là nhà trường đang cho các cô rào tạm và bắn tôn ngăn phòng ở khu tầng trệt của nhà lớp học chính trường mầm non, để các cô ở tạm trên đó sau khi khắc phục hậu quả. Đảm bảo sau cái thời gian nghỉ hè các cô sẽ tiếp tục giảng dạy lên lớp với các cháu học sinh. Do vậy Tuấn Nung mời các bạn, Tuấn Nung tiếp tục cuộc hành trình lên với trường chính. Trường chính thì ngay đây thôi. Chúng ta có thể thấy mái trường mầm ở đây rồi. Đây là nhà lớp học phía trên. Và Tuấn thấy ở phía đầu ngoài này là các cô giáo đang ở đây. Anh chào em nhé. Đây là thuốc Tuấn Nung mua cho một cô giáo tên là Hiệp, cũng là một trong bốn cô giáo ở khu tập thể này. Chào cô giáo Hoa. Dạ vâng. Đang nhặt rau hả em? Dạ vâng em. Cô giáo Hoa đang nhặt rau. Bây giờ là bọn em được nhà trường cho ở tạm đây à? Dạ vâng, em đang ở tạm đây. Một chiếc bàn sập sệ tạm bợ để soạn bài. Còn phía bên này là một khu giường ngủ thôi. Thế là em ở một mình chứ? Dạ vâng, em ở một mình. Còn phía đằng sau này anh thấy ngăn phòng là các cô còn lại là ở phía sau này à? Vâng ạ, còn hai cô ở phía sau đây ạ. Giới thiệu với mọi người, Tuấn Nùng trước đây là làm cán bộ dự án của xã Tung Sán. Và cô giáo Hoa là cộng đồng dân tộc Nùng ở tại thôn Tà Lèng của xã Tung Sán. Cô cũng là một cô giáo mầm non về để sau khi học sư phạm về lại tiếp tục công tác tại quê hương của mình. Đằng sau này thì còn mấy cô? Còn hai cô ạ. Các cô là cô gì nhỉ? Cô Tuyết Thảo này. Cô Tuyết, cô Thảo này. Vâng. Với một cô nữa là cô Hiệp nhỉ? Dạ vâng. Thế bọn em ở đây thì nhà trường là tạo điều kiện cho bọn em ở tại đây thôi đúng không? Dạ vâng, nhà trường cũng tạo điều kiện cho ở đây để bọn em ở tạm đây. Cũng gọi là bắn... Nhà trường bắn tôn này cho à? Tức là nhà trường cho tôn này để bắn? Nhà trường hỗ trợ những cái tôn cũ để bọn em sử dụng bắn lại để ở tạm. À, tức là bắn tạm cái tôn cũ này có lẽ là được cũng thu thập từ cái ngôi nhà hôm nọ bị đất sạt xuống đấy đúng không? Đúng rồi ạ. Còn nên thì bọn em tận dụng luôn. À. Thế là mỗi cô một phòng, mỗi cô một phòng luôn. Dạ vâng, bọn em ăn một phòng. Cô Tuyết là người ở đâu em? Cô ấy là người ở Bắc Quang ạ. Bắc Quang. Còn cô gì nhỉ? Cô Thảo. Vâng. Cô Thảo thì ở đâu? Cô Thảo là ở Tuyên Quang ạ. Tuyên Quang, ở tận dưới Tuyên Quang luôn. Vâng. Còn cô Hiệp? Cô Hiệp là cũng ở Bắc Quang. Cũng ở Bắc Quang. Các cô giáo cũng đều là những con em từ các huyện khác lên đây công tác, giảng dạy ở tại đây. Thì trong khu tập thể này là hôm đấy là có bốn chị em, bốn cô giáo là ở tại đó đúng không? Vâng ạ, cũng là ở đấy là cũng mỗi cô một phòng anh ạ. Ừ. Thì sau khi bị sạt lớp thì mỗi cô là đứng cô ở một phòng riêng. À. Ban ngày bọn em vẫn phải đi điểm đúng không? Dạ vâng ạ, ngày em vẫn đi điểm. Đi điểm đến tận chiều mới về. Đó nên là tranh thủ buổi tối anh sẽ lên. Tại vì là ban ngày bọn em cũng rất là bận việc. Nhất là đầu năm học như thế này. Bọn em vẫn phải đi vận động học sinh này. Làm hồ sơ cho các bé để các bé nhập học. Đó và chuẩn bị cho khai giảng nữa. Nên là đã hứa với bọn em rồi. Nên là tranh thủ tối anh cũng vẫn lên. Dạ. Với lại anh cô Hiệp cũng nhờ anh mua thuốc cho cô đang ốm hay sao. Dạ. Thế là tối nay có món... rau mồng tơi với lại món rau rau dương xỉ các bạn ơi, hay còn gọi là cây rau dớn này. Đó. Thế là một mình em tự nấu ăn à? Dạ vâng, em tự nấu ăn. Còn hai cô ở trong kia cũng tự nấu ăn? Dạ vâng. Đi đường bên này vào phải không em? Vâng. Ui trời bắt đầu mưa rồi. Trời lại bắt đầu mưa rồi các bạn ơi. Anh để nhớ cái ba lô vào trong nhà.
Đây này, các bạn có thể nhìn thấy là trời bắt đầu mưa rồi. Cho anh chị nhờ vào trong nhà với nhé. Đây là cô Hoa, một trong những người con ở địa phương khi Tuấn Hùng công tác ở đây thì biết cô ấy rồi. Ở bên này có một nhà dân các bạn này. Phòng tiếp theo đây là của cô nào? Anh chào em nhá. Cô này là tên là gì nhỉ? Em tên Thảo. Cô Thảo à? Chào em. Wow, căn phòng được quay bằng tôn cũng rất là rộng. Bây giờ là các cô đã đang vẫn đang phải làm việc. Em ăn tối chưa? Em vừa nấu xong. Vừa nấu xong à? Anh có thể vào trò chuyện với em một chút được không? Đây là phòng của đây là phòng của cô giáo Thảo nhỉ. Thế là cái thời gian vừa rồi bọn em nghỉ hè thì khi mà nghe cái khu tập thể bọn em bị sạt, em có quay lên không? Em có, lúc ấy em đang vào đấy, em nhận được tin là lúc khoảng 6 giờ sáng. 6 giờ sáng? Vâng, 6 giờ sáng Hoa nhắn tin cho em là bị sập và cho có gửi hình ảnh cho em. Sau đó là em dậy không là đánh rửa mặt xong là em đi lên đây luôn. Đi lên đây luôn. Vâng, đi lên đây đến trưa, trưa là em đến nơi. Đến nơi cái thì bắt đầu em nếu mà đồ còn cái gì thì em dọn dẹp cái đấy. À, thế gần như là anh thấy là sau cái vụ sạt lở này là các cô gần như là mất hết tất cả tài sản. Vâng ạ, bọn em gần như mất hết. Thế là sau khi lên thì có thu gom lại được cái đồ gì mà dùng được không em? Lúc lên thì gọi là có, cũng có lấy được một số đồ nhưng khi mang về dùng thì lại không dùng được. Bọn em vẫn phải, lại phải bỏ đi, vẫn phải mua. Sắm lại hết. Sắm lại, vâng. À. Vẫn, như phòng của em thì là bị gọi là ở góc ngoài cùng ấy thì là nó cũng sập nhưng mà nó cũng gọi là các đồ nó cũng chưa bị đè nát hết ấy. Thì là vẫn lấy ra được thì nhưng mà khi mang về dùng thì lại không dùng vẫn phải sắm cũng rất là vất vả. Em là cô Thảo nhỉ? Vâng. Là em ở tận Tuyên Quang đúng không? Em Tuyên Quang. Thế là sau khi mà nghe thông tin là em di chuyển từ Tuyên Quang lên trên này luôn. Từ Tuyên Quang lên Hà Giang là 280 cây nhỉ? Gần 200 cây nhỉ? 180 cây chứ. Và từ ngoài quốc lộ 2 vào đây thêm 60 km nữa. Đó, và từ chỗ cầu số 5 lên đây thêm 16-17 km nữa. Em phải di chuyển đến tận chiều tối có lẽ là em mới vào được đến đây. Thế là đi luôn trong ngày hôm đó. Là khi nghe tin. Cũng rất là vất vả. Vậy là sau thiên tai thì bây giờ bọn em cũng được khắc phục ở tạm đây đúng không? Vâng ạ. Mỗi cô một phòng cũng rất là rộng rãi. Vâng. Em là dạy ở trường chính hay ở điểm? Em ở điểm thôn nào ấy? Em ở Tùng Quá Lìn. Tùng Quá Lìn à? Ồ, 100% cộng đồng dân tộc Mông. Từ đây di chuyển đến trên đó đường đi rất là khó khăn luôn. Vâng ạ. Trước anh cũng làm dự án ở đây, làm dự án giảm nghèo ở đây nên là cái thôn đó với lại thôn Trúng Phùng lên cái đỉnh Tây Quân Lĩnh là một trong những hai thôn khó khăn nhất của xã này. Năm nay là về Tùng Quá Lìn. Phòng bên cạnh này là phòng của cô nào em? Phòng chị Tuyết ạ. Phòng chị Tuyết à? Ừ, anh xin phép anh qua đó một chút nhỉ. Đây là phòng của Thảo, Tuấn Hùng với Thảo vừa mới trò chuyện với nhau. Còn đây là tiếp theo, đây là phòng của cô giáo Tuyết. Chào cô giáo. Chào anh. Đang nấu ăn à em? Đây là cô giáo Tuyết các bạn này. Đây với bà em một bên đi học người nó một bên nha. Cũng khắc phục sự cố. Vâng. Thế là bây giờ là cả cái khu tập thể đấy là bây giờ là ở tạm trên này hết, nhà trường sắp xếp cho ở tạm đây. Vâng. Và sử dụng tôn để bắn vào đây. Vâng. Phòng cũng gọi là tạm đấy các bạn ạ. Hiện tại các cô giáo là đang ở tạm. Đó. Và cái phòng là hôm nọ là bị sập là đã các cô giáo gần như là mất hết tài sản, bây giờ lên là phải mua sắm lại. Để khắc phục được cái hậu quả hôm vừa rồi đấy thì như bọn em thì đối với lại máy móc thiết bị phục vụ cho giảng dạy thì bọn em có mua sắm lại hết chưa? Hầu như là đồ dùng của bọn em thì sau khi thiên tai thì nghe được thông báo là bị sạt lở thì bọn em cũng kịp thời lên thì xem đồ dùng có lấy được cái gì không thì bọn em cũng chỉ lấy được những cái như là quần áo thôi. Còn những cái đồ cần thiết như là máy tính, máy in thì với lại tủ lạnh và tủ quần áo và giường
chăn màn các thứ là bọn em đều không lấy được. Thì sau khi bọn em lên đây khắc phục thì lấy được những cái đồ như quần áo đấy thì sau đó là bọn em cũng nghĩ đến là bắt đầu năm học mới rồi thì không có chỗ ở thì cũng thăm mưu với nhà trường thì nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em ở tầng âm của trường học. Sau khi khắc phục để được chỗ ở như ngày đến ngày hôm nay thì để bước vào năm học mới thì hiệu trưởng cũng như giáo viên trong trường cũng giúp đỡ để cho ba chị em được có chỗ ở như ngày hôm nay. Thì những cái đồ dùng khắc phục để cho công việc như máy tính và những đồ dùng cá nhân thì đều cần phải có. Nên là chúng em thì mặc dù cũng rất là khó khăn với những đồng lương ít ỏi như vậy thì bọn em cũng khắc phục lấy về và chúng em cũng trả dần. Ngoài máy in, máy tính để phục vụ cho công tác giảng dạy, sổ sách, giấy tờ thì những cái đồ dùng cần thiết như tủ quần áo hay là bếp nấu ăn này, rồi là đến những cái đồ dùng ví dụ như chăn ga, gối đệm, màn các để đảm bảo cho cái cuộc sống của bọn em là bọn em phải sắm lại hết từ cái bát đối đũa đúng không? Vâng ạ, bọn em phải sắm hết ạ. Đây. Anh thấy cái vết lở nó rất là lớn và nó gần như nó vùi lấp hoàn toàn cái ngôi nhà đó và nó đổ sập hoàn toàn, nên là những cái thứ dễ vỡ như bát đũa đĩa thì có lẽ là cũng không tận dụng được cái gì. Bọn em hầu như phải sắm lại hết. Phải sắm lại hết. Thì tổng là bọn em ở khu tập thể chỗ sạt đấy là 4 cô ạ. Và cũng rất là may mắn là ngay dịp nghỉ hè, nếu như mà không phải dịp nghỉ hè thì chắc chắn là hôm nay sẽ không nhìn thấy bọn em nữa. Cũng rất là may là khi mà, tại vì vùng núi của mình đây thì chủ yếu mùa mưa là rơi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 là mùa mưa. Và cái thời điểm đó cũng là thời điểm các cô giáo rồi lại các em học sinh đang trong cái thời gian nghỉ hè. Chính vì vậy là trong cái rủi ro thiên tai nó đem lại thì cũng có may mắn là cũng trong cái dịp hè. Nếu mà trong cái dịp bọn em vẫn đang công tác tại trường thì cũng rất là nguy hiểm đến cả cái tính mạng của mình. Đó cũng rất là may vì anh nghe nói rằng hôm đó thì cũng có một cô là đang trực trường. Hôm đó là do mưa to cô ấy cũng không có mặt ở đây ấy. Đó. Nên là cô ấy nghỉ lại ở huyện. Do vậy mà tối hôm đấy cô ấy cũng không có ngủ ở đây nên là khi bị sập là cũng may không ảnh hưởng tính mạng. Nói chung là trong kim rủi đều có cái may mắn của nó, đúng rồi. Vậy là em đang nấu bữa tối à? Vâng, tối nay là có món gì đây cô giáo? Đây có mình thì một mình có anh ạ. Có một một cái măng thôi. Vâng. Đó, một cái măng với lại những quả chám các bạn ơi. Đó. Rất là đơn giản mộc mạc đối với lại những cô giáo bám bản bám biên ở vùng cao. Mỗi một cô thì đều có gia đình là ở những nơi xa lên đây công tác, thì cũng nói thật với các bạn là khi gặp thiên tai như thế này thì cũng cũng không tránh được những cái rủi ro bị mất đi, mất mát đi cái tài sản đó. Và cái khó khăn thì các cô phải khắc phục lại từ cái bát đôi đũa. Đây là một cái chạn bát đó, cô ở một mình nhưng mà rất là nhiều bát con để ăn cơm này. Vâng, đấy là em vừa mua đấy ạ. Vừa mua. Vâng. Bây giờ anh cũng muốn là gặp ba em bây giờ có thể ra phòng ngoài nhỉ? Xong là anh em có đói không, có ăn cơm luôn không? Thôi để tí em ăn. Thế thì chúng mình ra phòng của bạn Hoa nhỉ? Dạ, vâng. Nói chuyện một chút. Dạ. Bây giờ Tuấn sẽ mời các cô ấy ra chỗ phòng của cô giáo Hoa ở đầu ngoài để trao đổi cái công việc chính trong ngày hôm nay. Thưa quý cô chú anh chị, quý vị khán giả, hiện tại thì Tuấn Lung cũng đang có mặt tại phòng của cô giáo Hoa, một trong bốn cô giáo ở khu tập thể giáo viên của trường mầm non thuộc xã Tung Sán. Các cô hiện tại có mặt đầy đủ. Hôm nay thì Tuấn Lùng cũng bận công việc nên là vào muộn, cũng hứa là mua thuốc cho cô giáo Hiệp, cô đang ốm nên là nói chung là đã hứa thì mình phải làm thôi, vì cái này là cô ấy đang bị ốm, mình lo cho sức khỏe nên mình hứa mình vào. Hôm nay thì cái công việc chính khi Tuấn Lùng đến đây cũng chia sẻ với lại bốn bạn giáo viên là khi anh chia sẻ thì cũng được quỹ của gia đình họ Đỗ ở bên Mỹ hỗ trợ. Vẫn biết là các em sau cái thảm họa thiên tai này thì phải sắm lại từ cái máy tính rồi từ cái máy in để phục vụ cho công tác giảng dạy. Ngoài ra thì để phục vụ cho cái đời sống thì bọn em cũng phải sắm lại từ chăn ga, gối đệm, giường chiếu, bát đũa đĩa, mọi cái là các em vẫn phải sắm lại. Mặc dù là cái số tiền nó không là nhiều, không giúp cho bọn em có thể mua sắm được tất cả, nhưng đây cũng là một phần quà của quỹ gia đình họ Đỗ bên Mỹ có gửi về hỗ trợ cho mỗi một cô giáo là 5 triệu đồng.
nó để cho các em là khắc phục được cái hậu quả sau thiên tai, để các em có được thêm cái niềm tin, có được sự chia sẻ để vững bước hơn, tiếp tục đồng hành với lại các bé trẻ em vùng cao, đặc biệt là các bé rất là khó khăn ở vùng cao này. Các em vẫn phải tiếp tục bám bản, bám làng để đem cái chữ giảng dạy cho các con ở vùng cao này. Đó là một cái ý nghĩa rất là lớn. Đó nên là hôm nay anh cũng thay mặt cho quỹ gia đình họ Đỗ ở bên Mỹ xin trao gửi cái tấm lòng đến cho bốn cô. Anh xin gửi em. Đây là cô giáo Hoa, anh xin gửi em nhé. Anh xin gửi cho cô giáo Hiệp này. Anh xin gửi cho cô giáo Thảo. Đây là một phần quà mà quỹ gia đình họ Đỗ do anh Đỗ Hiệp ở bên Mỹ có nhờ Tuấn Nung trao gửi yêu thương đến cho các cô giáo, và nhắn gửi thay mặt cho gia đình họ Đỗ nhắn gửi đến các cô giáo là một món quà nhỏ có thể giúp cho các cô khắc phục được phần nào hậu quả trong cái cuộc sống hàng ngày, để các cô tiếp tục bám bản bám làng để mang cái chữ đến cho trẻ em vùng cao, nhất là các cháu vùng cao thì rất là thiếu thốn, đặc biệt là trong giáo dục. Các cháu phải có những cháu phải đi bộ rất xa đến điểm trường. Các cô trước ngày khai giảng đầu năm học mới, những cái thời điểm này các cô phải đi bộ đến vài cây số để vận động học sinh đến trường. Nó rất là khó khăn, ngày nào thì cũng như ngày nào các cô phải đi từ sáng cho đến tận chiều tối mới về, nên rất là vất vả. Và hôm nay thì Tuấn Hùng cũng phải họp cả ngày, nên là buổi tối đến gặp các cô ở đây cũng rất là vui rồi, vì ban ngày thì các cô cũng bận đó. Do vậy là gặp được các cô và trao gửi yêu thương tấm lòng của quỹ gia đình họ Đỗ đến các cô, Tuấn Hùng cảm thấy rất là vui. Bọn em có lời nào muốn cảm ơn đến quỹ gia đình họ Đỗ ở bên Mỹ? Vâng, thưa anh Tuấn Hùng, và em xin được thay mặt bốn chị em vừa rồi gặp, do là cũng không, điều này cũng không ai mong muốn, nhưng mà vì thiên tai và cái rủi cũng có cái may là trong thời gian nghỉ hè thì là không thiên tai về người, và chúng em rất là may mắn rồi. Nhưng may mắn hơn là ngày hôm nay đã được anh Tuấn Hùng kết nối với họ Đỗ để hỗ trợ bọn em, dù ít hay nhiều cũng đấy cũng là một cái chút để động viên tinh thần bọn em để tiếp tục phấn đấu cho năm học mới này. Và chúng em thì cũng sắm mua trang thiết bị để chuẩn bị cho năm học mới, thì cũng sắm cũng mất khá nhiều tiền, nhưng mà chúng em cũng tự khắc phục. Thì chúng em thì lấy, nói chung là bọn em thì mua thì cũng mua dần, thì hôm nay được thêm các cái em đi ra nghe điện thoại, được thêm cái khoản tiền của anh Tuấn Hùng kết nối với họ Đỗ để chúng em, thì chúng em lại sẽ mua sắm thêm trang thiết bị để cho phục vụ nghề giáo viên của chúng em. Và chúng em xin được chúc anh Tuấn Hùng luôn luôn mạnh khỏe và kết nối những nhà từ thiện, nhà hảo tâm để có thể giúp đỡ những cái hoàn cảnh còn khó khăn hơn chúng em rất nhiều. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cũng Tuấn Hùng cũng thay mặt cho bốn cô giáo ở tại trường mầm non của xã Túng Sán sau thiên tai cũng xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến các cô chú, anh chị trong gia đình họ Đỗ ở bên Mỹ đã có một phần quà gửi đến cho các cô. Xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị rất là nhiều. Nói chung là trong cái cuộc sống này thì cái công việc của bọn em thì vẫn phải tiếp tục, vẫn phải công tác, vẫn phải có những em rất là xa, ví dụ như Thảo ở tận dưới Tuyên Quang cũng vẫn phải bám bản bám làng ở trên này nó để cống hiến cái kiến thức của mình cho trẻ em vùng cao, thấy là rất là quý rồi. Đấy, anh cũng thay mặt gia đình họ Đỗ cũng như thay mặt quý vị khán giả trên kênh YouTube của anh xin được chúc cho bốn cô giáo luôn luôn khỏe mạnh, may mắn bình an, và tiếp tục bám bản bám biên bám làng bám xóm, vận động các bé đến trường học và giúp cho cái chất lượng giáo dục ở vùng cao mình sẽ được đẩy lên, các bé sẽ có kiến thức tốt hơn. Mặc dù là mầm non, cái khối mầm non này nói chung là rất là vất vả trong cái rèn chữ cái, hay là dạy cho các con học đếm, dạy học hát, đó cũng rất là vất vả. Nói chung là bọn em rất là vất vả vì phải đi xe lên các điểm trường là đường dân sinh xương cá, ngoài ra các em vẫn phải đi bộ, có nhiều khi trời mưa sạt lở các em đi cũng rất là vất vả rồi. Đó, cũng mong sao là với một chút cái món quà nhỏ nhỏ này cũng là một cái động lực, động viên các em sẽ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ. Hôm nay lên đây gặp các cô, Tuấn Hùng cũng cảm thấy rất là vui vì
đã làm được một việc rất là ý nghĩa để giúp đỡ cho các cô phần nào đó. Và bây giờ cũng đã 7 rưỡi rồi. Và bây giờ Tuấn Lung cũng xin được kết thúc video và di chuyển đi về. Mà anh cũng xin chân thành cảm ơn em nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Hôm nay lên đây cũng hơi muộn, cũng phiền bọn em quá. Cảm ơn em. Chúc bọn em sức khỏe và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm học 2024-2025 này. Một lần nữa Tuấn Lung xin được chân thành cảm ơn đến các cô chú anh chị trong gia đình họ Đỗ. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Lung Hà Giang. Tuấn xin được kết thúc video ở đây và di chuyển đi về. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Lung Hà Giang.